Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình vừa nhận được một gói sản phẩm từ Lazada nó giao qua. Mình đặt hàng hôm nay cũng 8-9 ngày mọi người. Thì giao hàng nước ngoài mới giao hàng lâu. Đây mọi người, đây là cái địa chỉ shop này nó ở nước ngoài nha. Cái gói hàng này thì mình mua với giá là 528 ngàn mấy đó. Là mình lấy được cái mã giảm giá đó mình mua, thì đóng gói bên ngoài thì nhìn rất là sơ sài nha. Hàng nước ngoài thì cái bịch này là truyền thống của bên Trung Quốc nè. Để mình khui ra. Wow, ở bên trong nó đóng gói rất là kỹ nha mọi người. Ở bên trong này nó đóng gói bằng một cái túi hơi bằng ni lông mà. Mình cắt người mình coi bên trong của nó đây, đóng gói kỹ thiệt. Cái túi này thì để chống sốc này kia nọ nè, thì ở bên trong nó còn có cái bịch chống nước nè. Rồi thêm thêm một cái ni lông chống sốc nữa. Sớm thì đóng gói kỹ thiệt, đóng gói cẩn thận quá. Đây nha mọi người, đây là cái sản phẩm mình chờ đã 8-9 ngày nay rồi. Đây là cái bộ siêu tụ nha mọi người, nhìn nó rất là đẹp, đẹp lắm mọi người ơi. Đây là mỗi một viên của tụ như vậy là 2.7 500 pha. Quá đẹp. Nhìn mặt này nó rất là chắc chắn à. Mà như là cái này hàng thủ công hay sao đó. Nó còn dính mấy cái nhựa thông đồ ở trên mấy cái máy hàng này. Nhưng mà nhìn rất là đẹp. Rất là ưng ý. Cái bộ mạch này thì cái bộ siêu tụ này thì mình mua về mình làm cái bộ kích bình xe ô tô nha mọi người. Thì nghe bên shop nói là cái tụ này thì nó sạc rất là nhanh. Thì mình có thể mình mắc song song với lại cái bình ắc quy mình xài luôn cũng được. Nhưng mà cái này mình làm để mình tháo ra, tháo vô để mình đem theo xe, dự phòng. Quá là đẹp. Nó to hơn mình nghĩ nha. Để mình lấy cái thước mình đo thử cái thước của cái đường kính tụ. Đây là cái tụ nó khoảng 35 á. Để mình đo cái chiều dài của cái tụ này cho nó là được bao nhiêu. Nó được khoảng 62 nha. Mình đo này để mình để cho mọi người nhìn cho nó dễ. 62 nha. Cái quả này mà kích được bình thì thôi nó ngon khỏi phải nói. Cái tụ này cầm rất là chắc chắn, rất là nịnh tay nha. Để mình đo thử cái tụ này nó bên trong nó được dung lượng nó được bao nhiêu. Thì mình nghĩ chắc tụ mình đưa qua bên đó, bên đó bên đây chắc nó không còn điện đâu. Để mình để qua bên đây mình đo cho mọi người dễ nhìn thấy. Tụ nó còn có 546 ôm mọi người. Cái tụ này cũng vậy. Để mình đo hết 6 tụ ra nó được bao nhiêu won. À nó còn được 8 won 7 nha.
chỗ này nó nhìn nó đẹp quá, mình không nghĩ là nó to mà nhìn nó chất lượng nó đẹp thiệt, hàng quá chất lượng. Cái tụ này, bộ tụ này là nó có 6 tụ, với lại cái mạch ở trên là cái mạch cân bằng tụ, giống như mình xài pin có mạch cân bằng pin vậy đó. Nhưng mà cái mạch này thì nó có mấy cái chân này thôi, không có hàn, là cái chân này là chân của tụ, mình hàn cũng được không hàn cũng được. Thì mình hàn thì nó giữ cái tụ nó chắc chắn, quá là đẹp. Thì cái này hôm nào mà mình rảnh mình làm cho nó một cái vỏ bên ngoài nữa, mình câu dây vô là mình đem theo xe mình khích được. Sẵn đây mình cũng có mua một cái bộ kẹp cá sấu để mình chế cái bộ kích bình á. Thì cái này thì mình cũng mua ở bên Trung Quốc thôi, cái này thì mình mua giá của nó có ba mấy ngàn là luôn ship. Để mình lấy ra mình coi coi. Nhìn thấy thì cũng được đó, nhưng mình đang bóc ra luôn mình coi coi. Nhìn thì cũng thấy được, bằng mặc dù là bằng nhựa nhưng mà nhìn thấy cũng khá là chắc chắn. Hai kẹp nó cũng đều nhau, nhưng mà cái quan trọng là cái đồng ở bên trong á, hai 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 cái đầu kẹp ở bên trong á rất là dày nha, dày lắm mọi người, dày lắm nha mọi người. Này chắc nó dày nó phải một ly mấy á. Nhìn rất là chắc chắn. Để hôm nào mình làm cái hộp xong rồi mình hàn dây được vô, xong mình để vô mình kích bình lên thử như thế nào. Thì cái video review sản phẩm này đến đây mình cũng xin kết thúc đây. Tạm biệt mọi người.